Có một quyển sách vừa được phát hành nhưng đã được tái bản chỉ sau một tuần xuất bản. Xin chào các bạn, mình là Nhi. Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Chay cùng Nhi. Đó là quyển sách thứ hai của Nhi. Sách đã chính thức được phát hành và được mọi người đặt trước rất là nhiều. Nên Nhi chưa có kịp quay video chụp hình để truyền thông cho sách thì nhận được tin là sách tái bản dù mới được xuất bản. Và Nhi cũng mới vừa được cầm quyển sách trên tay luôn. Quyển thứ hai này mang tên là Ăn Chay Cùng Nhi, một cái tên rất là gần gũi, cũng là tên các trang mạng xã hội mà Nhi được mọi người biết đến nè. Bìa sách cũng là hình ảnh của Nhi, để mọi người hay ghẹo là xem video miết mà không có biết mặt Nhi ra sao. Sách sẽ có công thức của 40 món thuần chay, từ đơn giản đến cầu kỳ một chút, ở đủ mọi thể loại. Nhi cũng quay lướt lướt sơ cho cả nhà xem nè. Nếu cả nhà nhận được quyển sách này sẽ rất là thích vì nhiều gợi ý cho cả nhà tham khảo. Sách có đến 8 chương là 8 chủ đề khác nhau được chia ra rất là rõ ràng, từ các món cuốn nè, các món ăn kèm cơm, các món canh, các món salad, các món gỏi, các món bún sợi, các món cơm, các món súp nữa và các món ăn vặt hay là các món sáng tạo khác. Trong sách thì Nhi đã lựa chọn về nguồn nguyên liệu dễ tìm cho cả nhà dễ thực hiện theo. Những gia vị cơ bản và một số nguyên liệu tưởng chừng như là bình thường cũng có thể biến tấu thành những món chay ngon, dinh dưỡng, đẹp mắt. Để Nhi kể tên một số món ha, như là gỏi đậu que nè cả nhà. Hay là xoài trộn xả tắc nè, khoai tây chiên giòn phủ trái cây sốt chanh dây nè. Rồi có salad bún lứt trộn sốt hạt điều rang, phở trộn chua cay nè, mì trộn sốt mè rang thanh mát. Cơm sẽ có là cơm chiên măng tây, cơm nấu táo đỏ, cơm niêu cà tím, rồi có cháo xả đậu xanh, lagu bơ đậu phộng ăn với bánh mì nè, đậu hũ chưng trứng muối thuần chay ăn với cơm trắng, khoai tây rang mặn, chả giò hạt sen, các món cuốn thì nhiều lắm, còn có cuốn cải bó xôi xanh, súp cũng nhiều nữa, có súp khoai tím ngũ cốc nè, rồi bánh mì hấp, bánh tráng rắc muối gạo lứt rang, đậu hũ sốt chanh dây phủ tuyết hay là dụ nấm cà ri. Quá trời món luôn cả nhà ơi, Nhi chỉ mới kể tên sơ sơ thôi đó. Và một điều khác biệt của quyển sách thứ hai này là phía sau sẽ có những câu chuyện về cuộc sống, công việc của Nhi, hậu trường Nhi làm việc, hành trình mang ẩm thực chay đến gần hơn với mọi người như thế nào và sẽ bật mí cả những dự án ấp ủ trong tương lai nữa. Trong video này, Nhi chính thức thông báo quyển sách đã được phát hành, giá trên bìa sách là 249.000 ha, sẽ có mặt ở các nhà sách lớn trên toàn quốc. Cả nhà có thể nhắn cho Nhi nè hoặc là bình luận. Còn nếu đặt online thì cả nhà có thể xem ở trên tường của Nhi. Quyển sách này thì nhìn hình ảnh chắc cả nhà sẽ cảm nhận được sự gần gũi và chân thật vì mỗi món ăn trong sách đó đều do Nhi tự nấu và trình bày. Tuy đôi chỗ cũng sẽ chưa được hoàn hảo đâu nhưng mang được sự quen thuộc bình dị của Nhi thường ngày. Và Nhi cảm ơn cả nhà thiệt nhiều đã luôn yêu thương và ủng hộ cho Nhi nha.